Đây, đây, đây. Rồi, quả này nó xuất hiện hai bàn tay luôn nha anh em. Đó, trái và phải luôn. Đấm, đấm một cái là lên dĩa thôi. Rồi. Rồi, bể chứ thở cái gì nữa. Rồi, bắt đầu nó vỡ hết là mình sẽ rớt xuống dưới. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game MU ngày mới nha anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm một video đi tháp tinh luyện nha. Để tinh luyện đá nguyên thủy thành đá tạo hóa. Thì trước khi muốn vào đa tháp tinh luyện á, thì mình phải cần một cái nhẫn dịch chuyển. Và cái nhẫn dịch chuyển này nó bán ở trong shop ở con ba Logen đó, trong một cái con chân dài mà mặc còn xé háng này này. Và đeo nó lên. À, bây giờ mình mo đến cái map là Kantoru này, thì Mai này đó, đi thẳng vào bên trong đó, để thẳng bên trong anh em đang treo bên trên này khá là đông. Thì hiện tại thì mình còn nhiêu đây đá nguyên thủy cho nên mình đem theo nhiêu đây thôi. Còn anh em mà mỗi lần mà đi lên trên này á, thì mình mang full thùng đi, tại vì cái quãng đường mình đi nó dài, nó xa, mất công mình đi. Thì cho nên mang một lần đi nhiều lên cho mình cho nó làm cho mình ép mình tinh luyện cho nó đỡ mất công. Thì chút xíu nó vào bên trong là mình sẽ cho anh em xem kỹ hơn. Đó, ở đây thì khung cảnh nhìn nó giống như là một cái phòng thí nghiệm cổ đại vậy đó, nhìn thấy ghê ghê. Đây bây giờ mình bước vào. Rồi. Thì vào bên trong này là sẽ đó, tại đây. Giờ con Maya nó lú đầu lên, đó nó đang dưới này này. Sao bình thường nó lú nhanh mà sao đợt này nó lú chậm dữ ta? Bình thường là vừa vào là nó lú lên rồi đấy. Vãi đái bây giờ nó úi rồi nó thở kìa, hôi bà cố luôn đó. Bây giờ nó ra là mình sẽ chờ cói nó ra. Thì đây cói đợt đầu là mình sẽ đánh hết đợt cói này trong vòng 15 phút nha anh em ơi, nghĩa là trong vòng đánh thì chỉ cần 1 phút, là không đến 1 phút là xong rồi. Nhưng mà ở đây nó là trong vòng 15 phút mà mình không có đánh cói, đánh hết cói là nó sẽ đẩy mình ra ngoài đó. Đánh xong mấy con cói này là cái bàn tay trái của Maya nó sẽ ra, là mình sẽ đánh chết cái bàn tay trái của Maya. Xong rồi chờ tiếp đợt quái thứ hai. Và đợt quái thứ hai là sẽ ra một cái bàn tay phải, đánh xong đợt quái thứ hai là nó sẽ ra một cái bàn tay phải nữa và đánh chết bàn tay phải đó. Là nó sẽ ra thêm một đợt quái nữa. Tổng cộng có 3 đợt. Đợt quái thứ ba mình đánh xong là nó sẽ ra hai cái bàn tay luôn, trái và phải luôn. Đó. Rồi, đấy, đánh xong rồi, bàn tay nó ra này, đó, nhìn thấy gớm không? Rồi, bàn tay thì chỉ một đấm thôi. Rồi, nó ra xong rồi chờ. Rồi khúc này thì nó hơi lâu chút xíu. Chờ nó ra được quái thứ hai á. Lại gần đây đứng này. Nó thở kìa. Kinh vãi. Giờ khá là lâu. Trên này là mình đang lơ lửng trên trên giống như kiểu trên trên không trung vậy đó. Đó, nhìn thấy tháp dưới rồi. Chút xíu đánh hết là con Maya này, cái tượng Maya này nó sẽ tan nát và mình sẽ rớt xuống dưới. Đó, đợt thứ hai. Chứ là mình sẽ rớt xuống dưới và sẽ phải rớt xuống dưới là sẽ phải đánh một con boss nữa.
là con boss Naima. Thì đánh xong con boss đó là mình sẽ vào được cái chỗ chỗ đem mà tinh luyện, tinh luyện đá nguyên thủy. Hồi nãy mới đi vòng đây mà không thấy mấy con quái này ta. Đây con đây. Rồi. Rồi đến lượt cái bàn tay phải nó ra này, đó, đó, đây. Rồi. Trong đợt thứ hai. Trong đợt thứ hai là mình để chờ cái đợt thứ ba, chờ đợt quái thứ ba. Ồ, đao quyền năng này ngon chưa, đao quyền năng cộng 13, khiên quang vinh cộng 13 luôn, khiên vinh quang đi, cái đọc nhầm là quang vinh hỏi nhá. Một cái lần chờ này nó khá là lâu. Nhìn phía dưới kìa, trước là mình sẽ rớt xuống đó. Thì đá nguyên thủy này là anh em có thể treo ở mặt Antoro là nó sẽ rớt nha. Sẽ rớt đá nguyên thủy này ra. Ngọc lẫn tạp chất. Kinh chưa? Đi đây chút xíu đập cái này lên. Cái này mình chưa có ra cửa. À, mình chưa có ép trong vàng này. Cái này thì ép rồi. Rồi. Này ra đây. Đánh hết đợt này nữa. Mẹ đi trên không mà lại có tiếng tiếng gú vãi thật. Đứng im cho anh đánh coi, chạy đi lung tung. Này đi nó có tiếng gốc ảo vãi, xung quanh là hàng rào, hàng rào tia sét. Một con nữa, một con nó nắm đầu đây, đây, đây. Rồi con này nó xuất hiện hai bàn tay luôn nha anh em, đó trái và phải luôn. Đấm một cái là lên dĩa thôi. Rồi. Rồi, bẻ chứ thở cái gì nữa. Rồi, bắt đầu nó vỡ hết là mình sẽ rớt xuống dưới. Vãi. nó rớt khá là lâu anh em ơi. Đánh thở luôn á. Đây. Đánh con trùng cuối này nữa. Đó, mình sẽ lại mình đánh có cói luôn. Có cói luôn nhưng mà lại đánh con trùng cuối là được rồi. Thế luôn, đấm lên cói luôn cho anh em xem. Con boss này. Truyền thuyết kể rằng là con boss này là nó sẽ nó chiếm giữ nơi này và nó điều khiển nơi này. Cho nên mình phải giết được nó để giải cứu được cái con phù thủy trong kia. Và cái con mà để tinh luyện đá nguyên thủy cho mình nhá. Nó lại bay ra ngoài này.
Này nó dịch chuyển được đấy anh em. Đó, 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 rồi. Rồi. Đây, 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 nó bay ra ngoài đây, mọi người đi vào trong. Này khá là máu là khá là nhiều. Rồi, chết. Chết, chết đống gian luôn. Chúc kẹt. Rồi, đã hoàn thành rồi, có nghĩa là cái cửa này nó đã mở rồi. Thì anh em đi vào trong đây, nhìn thấy nó tan nát, nhìn thấy thương không anh em? Đó, lên xuống, đây. Lại con này. Epic này, đó. Đây nó có, đây là bạn muốn làm gì này? Phương pháp sử dụng đa nguyên thủy này, để việc tinh luyện này, thì mình tinh luyện đa nguyên thủy. Đây, thì cái búa vào, tỷ lệ 80%, nó có thể nó xịt là nó mất luôn, còn không xịt là ra đá đó. Đây, thành công là ra một đá tạo hóa, vậy chứ vậy búa vào thôi, đến khi nào hết thôi. Búa vào là dứt thôi, 80%, nói chung là ít xịt lắm, dễ, dễ không mà, game lại là dễ mà. Đó, 6 phát xịt 1 phát. Cứ làm vậy là đến khi nào mà hết đồ, hết đá thì thôi. Hầu như là thành công. Rồi xịt, giờ xịt 3 phát hả? Có lúc giờ hình như mới xịt có 2 phát à? Đúng rồi, đem ra 24 phát mà đem 24 viên mà bây giờ là xịt có 2 viên. Thì đó, đây là cái cách đi tháp tinh luyện và vào đây tinh luyện đa nguyên thủy thành đá tạo hóa, và anh em bắt buộc phải có cái nhẫn này nha. Thì bây giờ là từ bây giờ á, là có nghĩa là mình giống như kiểu là phá đảo được cái tháp này rồi á, thì trong vòng 23 giờ là tất cả mọi người đều có thể vào trực tiếp vào thắng đây luôn nha. Có nghĩa là và có nhẫn dịch chuyển là và đến cửa là vào đến đây luôn, và vào để đi vào đây được luôn, không cần phải đánh quái nữa, không cần phải đánh quân Maya kia nữa. 23 giờ nhé, đó. Thì đây là cái cách mà tinh luyện đa nguyên thủy. Thì bây giờ mình sẽ đi về mình nhờ Aya để mình đập cái vút của mình lên luôn, kiếm thêm dòng dòng sát thương hoàn hảo nữa. Toan rồi, toan rồi. Đi mất thời gian, toan rồi, toan rồi. Hai không bằng hên anh em ơi. Nhiều khi cần một win một là nó ra cái dòng mình ưng ý. Tăng khả năng giảm HD. Hai cái dòng này tăng khả năng giảm HD hả? Em đây là hai cái dòng cùi á.
Không ăn thua, bây giờ mình phải lấy cái mà loại bỏ SD á mới đúng. Cộng 13 rồi mà. Cái 12 này thì chưa có nhưng đây tăng sát thương trên mạng rồi được một cái. Còn cái này 13 là có rồi này. Có cái dòng đó rồi này. 13 mới có cái giảm SD. Tỷ lệ giảm SD. Loại bỏ SD nha. Toàn rồi, toàn rồi, nhiều đầy đá không thấm thía gì với cái độ xui của mình, không thấm gì vô so với cái độ xui của mình anh em ơi. Nhiều khi anh em người ta tán một phát là ra rồi, mình tán hoài không ra được cái giọng của mình. Thôi rồi lượm ơi, toàn rồi lượm ơi. Ôi giời ơi, biết nè, nó không thấm với cái độ nhọ của mình anh em ơi. Thôi video mình xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Anh em thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye.